Chặng đua 18 vòng đua bờ hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt khép lại giai đoạn 3 Tour Malé của cúp truyền hình năm nay đã diễn ra những cuộc tấn công hấp dẫn của các tay đua. Nguyễn Phạm Quốc Khang tiếp tục là cái tên nổi bật khi giành chiến thắng ở cả hai giải thưởng dọc đường ở trong chặng đua ngày hôm qua. Tay đua của Pelio Canada Đồng Nai tiếp tục thể hiện tinh thần cống hiến của mình. Còn ở đoạn nước rút cuối cùng thì ekip 620 Châu Thế Vĩnh Long đã ráp máy ngay từ 20km cuối và tạo nên được một cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở đích đến. Với tốc độ cao của mình thì Martin Lass một lần nữa khẳng định sức mạnh của một trong những chiếc nước rút hàng đầu với chiến thắng chặng thứ 6 ở cúp truyền hình năm nay để khiến cho cuộc cạnh tranh chiếc áo xanh tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Phạm Lê Xuân Lộc vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chiếc áo trắng, Peter Rikunov mặc áo xanh, Nguyễn Tấn Hoài với chiếc áo cam và tay đua số 27 của An Giang tiếp tục giữ áo vàng dành cho tay đua xuất sắc nhất. Ngày hôm nay chúng ta bước vào thi đấu chặng đua thứ 19 cự ly 97,5km từ thành phố Đà Lạt về thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng với hai giải thưởng dọc đường. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình trực tiếp của đội xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 HTV Tôn Đồng Á. Xin được cảm ơn Tôn Đồng Á đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, sau một ngày nghỉ thì ngày hôm nay các tay đua sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn thứ tư của cúp truyền hình năm 2024 với khởi đầu là chặng đua từ Đà Lạt về Bảo Lộc, một chặng đua tương đối ngắn với đường dài chỉ 97,5km, nhưng ở trong suốt lộ trình sẽ có rất nhiều những đoạn dốc đổ xuôi xuống, và ở trong những năm vừa qua thì chặng đua này luôn diễn ra với tốc độ rất cao. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với khu vực và xuất phát để cùng đến với chặng đua thứ 19 của cúp truyền hình năm 2024, chặng đua từ Đà Lạt về Bảo Lộc. Như vậy là lúc này thì cờ Caro đã được phất lên để báo hiệu cho các vận động viên xuất phát thi đấu chính thức chặng đua thứ 19 từ Đà Lạt về Bảo Lộc, đường dài 97,5km. Đây là một chặng đua với lộ trình không quá dài, và ở trong phần lớn lộ trình thi đấu thì sẽ chỉ là những đoạn đổ xuôi dốc. Vì vậy mà tốc độ ở trong chặng đua này hứa hẹn sẽ diễn ra rất cao với nhiều cuộc tấn công quyết liệt của các tay đua. Chúng ta đã được thấy ở trong hình đây là bình đồ lộ trình thi đấu của chặng đua từ Đà Lạt về Bảo Lộc. Và như đã nói thì quý vị có thể nhìn vào bình đồ này để nhận thấy rõ ở trong lộ trình này phần lớn là những đoạn đổ dốc xuôi xuống. Ở trên bảng xếp hạng áo xanh thì lúc này tay đua của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang Peter Rikunov vẫn đang là người dẫn đầu, và ở vị trí thứ hai đó là Martin Lass, tay đua của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long. Và khoảng cách hơn 20 điểm nha, tay đua vẫn này sẽ là một cuộc cạnh tranh hứa hẹn vô cùng quyết liệt giữa hai bên. Chiếc áo cam hiện tại vẫn đang do Nguyễn Tấn Hoài của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang nắm giữ, và ở vị trí thứ hai đang là Nguyễn Hoàng Sang của đội Le Fruit Đồng Nai với khoảng cách là 49 giây so với áo cam Nguyễn Tấn Hoài. Chiếc áo vàng hiện tại vẫn đang thuộc về tay đua Peter Rikunov của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Peter Rikunov đang thi đấu cực kỳ ấn tượng tại cúp hình năm 2024 này. Ở vị trí thứ hai là Timofey Ivanov, tay đua của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama, và vị trí thứ ba là Igor Frolov, tay đua của đội thành phố Hồ Chí Minh New Group. Trên bảng xếp hạng áo trắng thì tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc của đội quân 7 vẫn đang thể hiện được sự xuất sắc của mình, và nếu như có thể thi đấu an toàn và đến đích cuối cùng là thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 4 lịch sử thì Phạm Lê Xuân Lộc sẽ lập nền kỷ lục 3 lần liên tiếp mặc áo trắng dành cho vận động viên trẻ xuất sắc nhất của cuộc đua. Thành phố Hồ Chí Minh Vinama hiện tại vẫn đang là đội dẫn đầu ở trên bảng tổng sắp đồng đội. Ở vị trí thứ hai là đội tập đoàn Lộc Trời An Giang, và vị trí thứ ba là đội Dược Domesco Đồng Tháp. Vâng, xin được cảm ơn ekip của bình luận viên Quang Huy đang có mặt trực tiếp và đưa đến cho chúng ta những hình ảnh xuất phát của đoàn đua ngày hôm nay thi đấu chặng đua thứ 19 từ thành phố Đà Lạt về thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Và kính thưa quý vị, hiện tại thì ở đích đến tại trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thì phim trường lưu động của chúng tôi cũng đang có mặt ở đây để đón các tay đua thi đấu chặng đua thứ 19.
và cùng bình luận với Thanh Hiệp trong chương trình truyền hình trực tiếp chặng đua thứ 19 từ Đà Lạt về Bảo Lộc Lâm Đồng ngày hôm nay. Xin giới thiệu đến quý vị khán giả biên tập viên bình luận viên Quyết Thắng cùng với cựu tuyển thủ xe đạp đường trường quốc gia Huỳnh Thanh Tùng. Vâng, thưa quý vị, chặng đua ngày hôm nay là chặng đua mở màn giai đoạn 4 của Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đã khép lại giai đoạn Tourmalet với những ngọn đèo rất căng sức. Và trong giai đoạn vừa qua, chúng ta cũng có thể thấy là các tay đua của Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc trong nhiều mùa giải qua của Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh khi được thi đấu với những ngoại binh hàng đầu, đặc biệt là năm nay còn có thêm cả những chân rút. Như những năm trước chúng ta thấy các tay đua ngoại binh họ độc diễn trên đèo, năm nay thì cũng là một top ngoại binh đó thôi, nhưng các tay đua nội binh đã thể hiện xuất sắc hơn rất là nhiều. Và khoảng cách giữa các tay đua nội binh những chân đèo giỏi nhất của Việt Nam như Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Tấn Hoài so với top các tay đua mạnh của nước ngoài thì đã giảm xuống đáng kể, không còn là một khoảng cách xa như mọi năm nữa. Thì Quỳnh Thanh Tùng nhận thấy là cái sự tiến bộ của các tay đua nước ngoài Việt Nam khi mà được thi đấu với các tay đua nước ngoài trong mấy năm qua nó như thế nào? Thì theo Tùng có đi theo và sát đường đua thì mình cũng để ý, và các tay đua của Việt Nam mình có một cái bước tiến nỗ lực rất là cố gắng, cũng như là muốn đạt được cái ngưỡng tối đa nhất của một vận động viên leo đèo. Thì Tùng cũng thấy và đánh giá được cái các vận động viên nội binh của mình năm nay có khả năng tốt về đường đèo, cũng như là với cái khoảng cách mà các tay đua nước ngoài đi nhóm đầu và nhóm thứ hai thì cái đó là một cái khoảng cách cũng không quá xa, vì các tay đua của chúng ta luôn phải nỗ lực chạy từ ngoài Điện Biên vào trong tới khi chặng bước vào chặng Nha Trang Đà Lạt là một cái hao mòn hay lực rất là nhiều. Và trong chặng đua đó, trong chặng đua Nha Trang lên Đà Lạt là một chặng đua khốc liệt mà các tay đua chúng ta đã nỗ lực đến đích tại Đà Lạt với những thành tích rất là đáng khen. Vâng, và cũng để bổ sung ý vừa rồi của bình luận viên Quyết Thắng cũng như là cựu tuyển thủ xe đạp đường trường quốc gia Huỳnh Thanh Tùng, thì rõ ràng ở trong chặng đua mang tính chất quyết định đến cuộc cạnh tranh các danh hiệu cá nhân và đồng đội, chặng đua thứ 17 chinh phục đèo Khánh Lê, thì chúng ta cũng thấy là bên cạnh cuộc cạnh tranh áo vàng của bốn tay đua người Nga, những ứng viên hàng đầu, thì thực sự tâm điểm chú ý đã dành cho cuộc cạnh tranh áo cam dành cho vận động viên Việt Nam ấn tượng. Và ở đó thì chúng ta cũng thấy năng lực đi đèo cũng như là những phẩm chất, những tố chất đã được các vận động viên Việt Nam thể hiện rất tốt. Trong đó thì có những tuyển thủ xe đạp đường trường quốc gia hiện tại như là Phạm Lê Xuân Lộc, như là Nguyễn Tuấn Vũ, và bên cạnh đó là những tay đua đang ở trong đội chính của sự nghiệp như là Nguyễn Hoàng Sang hay là Nguyễn Tấn Hoài, và cả tay đua Trần Lê Minh Tuấn cũng đã có những màn thể hiện hết sức ấn tượng. Thậm chí là những tay đua này còn đi trên những ngoại binh đã có rất nhiều năm kinh nghiệm thi đấu ở Việt Nam như là Louis Desviac. Và thực sự đó là một màn thể hiện hết sức ấn tượng của các vận động viên Việt Nam tại cúp truyền hình năm nay, khi họ được cạnh tranh, khi họ được cọ sát với những tay đua có đẳng cấp thế giới. Và kể cả ở những vạch đích thì chúng ta cũng thấy đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn, khi với sự xuất hiện của bộ đôi Martin Lass và Mikael Brand, những tay đua người Estonia đã thi đấu Grand Tour, nhưng các vận động viên Việt Nam vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh của mình. Bằng chứng là những chiến thắng chặn của Trần Tuấn Kiệt Dobagan Đồng Tháp, chiến thắng của Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Văn Bình cũng cho thấy mình đang là một trong những chân đứt đúc hàng đầu của xe đạp Việt Nam hiện tại. Hoàng Văn Cường của quân khu 7, Tân Bình của quân khu 7 đang cố gắng nạp tốc độ, tận dụng khả năng đi nước lớn của mình để bước đi và tạo được cách biệt với nhóm 1 này, khi mà Hoàng Văn Cường còn cách sprint 2 km nữa. Vẫn là những ảnh quen thuộc với những khán giả đứng dày đặc hai bên đường để chào đón đoàn đua, đặc biệt là ở những điểm thưởng dọc đường. Đây thực sự là một nguồn động viên rất lớn cho các tay đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh khi họ đang thi đấu trước sự cổ vũ của rất đông đảo khán giả. Và chúng ta đang thấy hình ảnh rất dễ thương của các em học sinh, và đó là tình cảm của khán giả ở tỉnh Lâm Đồng dành cho tay đua con cưng của mình Phạm Lê Xuân Lộc, người đang hướng đến kỷ lục 3 chiếc áo trắng liên tiếp ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Và rõ ràng tài năng, tinh thần và những phẩm chất tuyệt vời của Phạm Lê Xuân Lộc cũng truyền cảm hứng rất nhiều cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ ở khu vực của tỉnh Lâm Đồng. Lúc này thì điểm thưởng dọc đường đầu tiên còn cách Hoàng Văn Cường 1,4 km nữa.
huy chương vàng SEA Games. Lúc này đang hướng đến một giải thưởng dọc đường dành cho đội đua mà năm đầu tiên anh về khoác áo quân khu 7. Và ngay sau lưng Hoàng Văn Cường là một tay đua sắp vào Novikov của nhựa Bình Minh Bình Dương. Như vậy là Sapa Novikov đã bắt kịp Hoàng Văn Cường. Và lúc này Hoàng Văn Cường cũng đã chủ động giảm nhịp guồng chân lại để đeo bám vào tay đua của nhựa Bình Minh Bình Dương. Và các tay đua phía sau cũng đã lùa lên, trong đó có cả áo xanh Martin Lát. Một tham vọng rõ ràng của các tay đua 6-20 Châu Thế Vĩnh Long khi muốn cải thiện điểm áo xanh cho Martin Lát. Phạm Lê Xuân Lộc cũng có mặt ở trong nhóm này. Ekip tập đoàn Lộc Trời cũng có hai tay đua được cử lên phía trên để phá điểm thưởng dọc đường và không cho Martin Lát cải thiện bảng điểm áo xanh của mình. Sẽ là một cuộc cạnh tranh rất hấp dẫn ở điểm thưởng dọc đường đầu tiên trong chặng đua ngày hôm nay, 800m cuối cùng. Không chỉ có Martin Lát mà Mikael Ram cũng lên trên này để hỗ trợ cho Martin Lát, cho thấy quyết tâm của các tay đua 6-20 Châu Thế Vĩnh Long trong việc đánh chiếm danh hiệu vua nước rút. Đó thực sự là những điểm hấp dẫn mà chúng ta có thể chờ đợi ở trong giai đoạn thứ tư của cúp truyền hình năm nay. Đây là công nghệ theo dõi chuyển động của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra Martin Lát đang được Mikael Ren bảo vệ và đi với một vận tốc trên 55 km/h, một nhịp độ rất cao, và đó chỉ mới là điểm thưởng dọc đường đầu tiên thôi. Vừa rồi thì các tay đua An Giang đã quyết định tấn công để phá điểm thưởng dọc đường của tay đua Martin Lát. Đoàn nước rút mở ra và cùng chờ xem liệu điều đó có thành hiện được hay không. Có vẻ như là Martin Lát không thể giành trọn 5 điểm áo xanh ở điểm sprint này. Các tay đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang ngày hôm nay họ không chỉ bảo vệ áo vàng mà cũng thể hiện cả tham vọng bảo vệ luôn chiếc áo xanh cho Peter Rikunov. Và đây là kết quả điểm thưởng dọc đường đầu tiên, chiến thắng dành cho Phạm Lê Xuân Lộc của ekip quân khu 7. Martin Lát, Nguyễn Văn Dương và Tăng Quý Trọng là những tay đua còn lại đã cạnh tranh ở điểm thưởng dọc đường này. Và điều làm tôi thật sự thích đó là việc ekip Vĩnh Long họ không giấu giếm tham vọng của mình và ngay lập tức không phải chờ đến những màn cạnh tranh ở đích đến để tìm kiếm cho mình 15 điểm, mà ngay cả những giải thưởng dọc đường đầu tiên thì ekip 620 Châu Thế Vĩnh Long cũng đã chủ động tấn công để tìm kiếm cơ hội cải thiện bảng điểm áo xanh cho Martin Lát. Thực sự đó là một cuộc cạnh tranh vô cùng hấp dẫn và là điều chúng ta đang chờ đợi ở trong giai đoạn cuối cùng của cúp truyền hình năm nay. Với 3 điểm ở đoạn sprint vừa rồi thì Martin Lát thu ngắn khoảng cách với Peter Rikunov trên bảng điểm áo xanh từ 26 xuống còn 23 điểm. Với khoảng cách này thì nếu như Martin Lát muốn tấn công vào danh hiệu vua nước rút thì không chỉ dựa vào những điểm vạch đích để tung nước rút giành 15 điểm áo xanh, bởi vì khi đó thì Peter Rikunov nhiều khả năng cũng ở trong nhóm đầu. Và Igor Frolov ở phía sau đang tấn công đi ngay lập tức, áo vàng Peter Rikunov đã bắt theo. Và rõ ràng đó là những cuộc cạnh tranh rất đan xen. Chúng ta xem xét trường hợp vừa rồi khi ekip Vĩnh Long tấn công, ekip của An Giang bắt vào, nhưng Phạm Lê Xuân Lộc cũng đã đọc tình huống rất tốt và tham gia vào nhóm tấn công này. Và đừng quên là bản thân Phạm Lê Xuân Lộc cũng đang trong một cuộc cạnh tranh, đó là bảo vệ hạng 10 bảng tổng sắp cá nhân. Và với 3 giây thưởng vừa rồi thì Phạm Lê Xuân Lộc cũng bắt đầu tạo ra khoảng cách với người đang bám đuổi với anh, đó là tay đua Trần Lê Minh Tuấn của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Đây thực sự là những cuộc tấn công rất hấp dẫn và vẫn là những tình huống đan xen mà chúng ta có thể chờ đợi ở trong chặng đua ngày hôm nay. Còn ở nhóm phía sau cũng đã có bắt đầu những động thái tấn công, với Igor Volov đang tận dụng đoạn dốc lan hành này để đưa ra những guồng chân và buộc cho Peter Rikunov phải đi sát vào anh. Không chỉ một mình Igor Volov mà còn có thêm hai đồng đội nữa trong màu áo của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama tham gia vào đợt tấn công này. Và áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc cũng bám theo, cũng nhấn bàn đạp và cái ngoái nhìn của Ivanov Timofey. Dốc lăng hành là một đoạn dốc dài khoảng 1 km, và sau khi leo hết dốc này thì sẽ là một đoạn đổ, nên các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh muốn tận dụng đoạn này để tấn công vượt qua đỉnh dốc và sau đó đổ dốc để tạo được cách biệt. Tiếp tục là một cú nhấn bàn đạp của Igor Frolov. Vì sao đoạn dốc nặng và dài này thì có thể các tay đua sẽ đổ một đoạn rất là dài cho đến gần đến đèo của hiệp, sẽ là một cái mấu chốt cho các tay đua mà tranh chấp thứ hạng tổng sắp, họ sẽ có một cái lợi thế ở phía trên. Và tôi thực sự ấn tượng với tay đua Phạm Lê Xuân Lộc. Ở trong chặng đua trên quê nhà của mình, anh đang cho thấy sự tháo vát ngay sau khi cạnh tranh ở giải thưởng dọc đường đầu tiên. Thì lúc này Phạm Lê Xuân Lộc lại có mặt ở trong một cuộc cạnh tranh khác,
với sự xuất hiện của Igor Frolov, của Peter Rigunov hay Timofey Ivanov và cả những ứng viên mạnh. Thì lúc này tay đua của quân khu 7 cũng đang tham gia vào những tấn công này, tận dụng đòn nhấp lan hành để mở ra một cuộc tấn công rất đáng chú ý ở trong chặng đua ngày hôm nay. Với sự cẩn trọng của mình thì áo vàng Peter Rigunov đã đang lên đi ở phía đầu đoàn đua để tự mình cầm nhịp. Với vị trí ở phía đầu thì Peter Rigunov sẽ dễ dàng bắt theo những đợt tấn công của các đối thủ mạnh, đặc biệt là hai tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy lát cắt địa hình của chặng thi đấu ngày hôm nay ở góc dưới bên trái màn ảnh. Cho quý vị thấy đây là một chặng đua mà các tay đua đổ dốc liên tục. Cũng có những đoạn leo ngắn, nhưng nhiều hơn là dốc đổ. Và đó là điểm thuận lợi để các tay đua họ tấn công đi và duy trì được tốc độ ổn định với nền tảng thể lực tốt. Chúng ta thấy Sava Novikov vừa mới nỗ lực tăng tốc với sự đeo bám xích sao của Peter Rigunov, Ivanov Timofey của Igor Frolov, Luis Dedriac và Roman Maikin cũng có mặt ở trong nhóm này để hỗ trợ cho Peter Rigunov. Một nhóm những ngoại binh mạnh đã tạo được một khoảng cách ngắn, nhưng ở phía sau thì các tay đua nội binh cũng đang cố gắng rượt theo. Các tay đua ở nhóm đầu họ đang rất gần về khoảng cách về thời gian. Và khi động thái của hai tay đua Thành phố Hồ Chí Minh Europe và Thành phố Hồ Chí Minh Vinama chủ động đưa tốc độ ra thì có nghĩa là họ cũng đang ý đồ muốn đánh vào chiếc áo vàng của Rigunov trong cái ngọn đèo sắp tới là ngọn đèo Phú Hiệp. Vâng, rõ ràng ngoài trừ trường hợp của Roman Maikin đang nằm ở vị trí thứ 12 thì vừa rồi chúng ta đang được theo dõi cuộc tấn công của năm tay đua đang nằm trong những thứ hạng đầu tiên của bảng tổng sắp. Đó là Rigunov, Timofey, Frolov, Novikov và Loic Deskriak. Khi mà các tay đua ngoại binh ở phía trên có một cái tham vọng lớn thì ở nhóm sau sẽ rất là vất vả khi cùng nhau kéo vào nhóm được các tay đua ngoại binh ở phía trên. Đây là một cuộc tấn công thực sự hấp dẫn diễn ra giữa rất nhiều những tay đua mạnh, những ứng viên hàng đầu cho cuộc cạnh tranh các danh hiệu. Và lúc này đó là động thái tăng tốc của Igor Frolov. Ngay lập tức thì áo vàng Peter Rigunov đã nhảy vào để tiếp tục giữ khoảng cách cùng với đối thủ trực tiếp của mình. Lúc này thì sự tập trung của Peter Rigunov luôn luôn dành cho hai ngoại binh của Thành phố Hồ Chí Minh, Igor Frolov và Ivanov Timofey. Ý đồ của Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là chủ động khi ở phía trên đưa cho Igor Frolov làm chủ động tốc độ và kéo tốc với tốc độ dốc trên 30 km/h thì có nghĩa là họ cũng muốn đánh cược với Rigunov rằng là có thể trong khả năng nếu mà đoạn đường về đích mà có sự cố thì họ sẽ có cơ hội để vào cái vị trí cao, thậm chí có thể là Rigunov mắc áo vàng tại trận hôm nay. Mà ngược lại thì Rigunov cũng luôn thủ cho mình một cái thế an toàn khi phải quan sát mặt đường để cẩn trọng khi vào tình huống gây cấn của các tay đua ngoại binh ở phía trên. Vâng, rõ ràng là ở một đoạn đường dài, nếu như nhóm 6 này có thể đưa nhau về đích thì chắc chắn là các tay đua sẽ phải rất dè chừng. Chúng ta vừa thấy nỗ lực của Nguyễn Hoàng Sang muốn tăng tốc để bắt lên top trên, nhưng có lẽ là rất khó bởi vì ở phía trên họ đi với tốc độ quá cao. Các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng tốc khiến cho Roman Maikin đã bị rớt khỏi nhóm này. Và chỉ còn một mình Peter Rigunov không có sự hỗ trợ của người đồng đội Roman Maikin.